Hoa hậu Tiểu Vy bác tin đồn hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tiểu Vy cho biết chỉ nhận lời mời tham gia các sự kiện do công ty của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tổ chức, không có chuyện cả hai hẹn hò. Chiều mùng 3 tháng 5, Hoa hậu Việt Nam 2018 phủ nhận tin đồn hẹn hò ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cô viết, Vy xin khẳng định, những hình ảnh mọi người đang bàn tán đều là những hình ảnh Vy làm việc trong vai trò người mẫu quảng cáo, khách mời quảng bá cho các sự kiện của tập đoàn Trung Nguyên. Việc dùng những hình ảnh làm việc văn minh để xuyên tạc, thêu dệt câu chuyện sai sự thật là hành vi vô đạo đức. Theo người đẹp Quảng Nam, những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đã xây dựng thông tin sai lệch, vô căn cứ để câu tương tác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Hoa hậu kêu gọi sự bảo vệ của mọi người. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng danh dự, uy tín của nghệ sĩ, tinh thần gia đình họ mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu dốc lòng xây dựng, cô chia sẻ thêm. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Trần Tiểu Vy hẹn hò Đặng Lê Nguyên Vũ. Cả hai bị đồn có quan hệ thân mật sau khi Hoa hậu Việt Nam 2018 tham gia các chương trình lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Tiền. Lối sống tình thức do tập đoàn của ông Vũ tổ chức, đây là lần hiếm hoi Tiểu Vy lên tiếng về tin đồn tình cảm. Từ trước đến nay, Hoa hậu vốn kín tiếng chuyện đời tư, chưa bao giờ công khai có bạn trai. Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, cao 1,75m, quê Quảng Nam. Năm 2018, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất. Cùng năm đó, cô thi Hoa hậu Thế giới và lọt top 5 Hoa hậu nhân ái. Tiểu Vy sở hữu vẻ đẹp hiện đại, cá tính cùng thân hình gợi cảm. Hiện, ngoài diễn thời trang, đóng phim, Tiểu Vy làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp. Cô nằm trong thành phần ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023.